Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm huệ song ninh từ bộ nguyên liệu có sẵn keo sáp, kẽm, hoa, hạt xốp. Và một bộ thì gồm có 3 cành, cành 40cm, 50cm và 60cm. Trong bộ chúng ta có 10 lá, trong đó có 4 lá ngắn và 6 lá dài. Việc trước hết là chúng ta sẽ tách các cánh hoa rời ra, và các bạn phải tách kỹ để các cánh hoa không bị dính. Sau đó chúng ta dùng kẽm xuyên qua tâm của cánh hoa. Tiếp theo chúng ta dùng hạt xốp màu ghim ở đầu kẽm để giữ kẽm với cánh hoa. Chúng ta sẽ chia 84 cánh hoa ra làm 3 cành, một cành là 34 hoa, 30 và 20 cánh hoa. Đối với cành 60cm, chúng ta sẽ ráp 34 cánh hoa. Khi ráp, các bạn nên so các cọng kẽm đều nhau để khi chúng ta bung các cánh hoa ra thì một cái hoa to nó sẽ nở xòe đều. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ ráp 30 hoa vào cành 50cm và 20 hoa vào cành 40cm. Khi quấn keo sáp, các bạn cũng nên kéo thật mạnh tay và quấn thật chặt. Trong bộ 10 lá thì chúng ta ráp 6 lá lớn vào cành cao nhất và 4 lá nhỏ vào cành thấp nhất. Cành ở giữa chúng ta không ráp lá. Ở đây chúng ta đang ráp 6 lá lớn vào cành lớn nhất, tức là cành 60cm có 34 hoa. Sau khi ráp lá xong, các bạn nên dùng keo sáp để gói gọn phần chân kẽm ở phía dưới. Tiếp theo, chúng ta sẽ ráp 4 lá nhỏ còn lại vào cành thấp nhất, tức là cành 40cm. Riêng cành 50cm thì chúng ta không cần phải ráp lá. Đây là cành lớn nhất có 34 cánh hoa dài 60cm, ráp 6 lá. Đây là cành có 30 cánh hoa dài 50cm, chúng ta không ráp lá. Và đây là cành 40cm có 20 cánh hoa và chúng ta ráp 4 lá nhỏ.
Sau khi rắp hoa và lá hoàn chỉnh thì các bạn sắp các cành so le nhau để tạo ra một bố cục cân đối. Các bạn có thể sử dụng keo sáp để bó chặt ba cành này lại, giữ chúng ở những độ cao mà chúng ta đã sắp đặt sẵn.